Có phải bác là ở đang ở cái vụ bà Loan không? Dạ vâng ạ. Vâng, tôi là bà Chiêm ở Tân Lạc, 71 tuổi. Tôi theo dõi từ đầu từ đuôi, nhưng mà bây giờ tôi kết luận lại một câu là anh Đạt là người cũng là đi làm từ thiện, nhưng mà đi làm từ thiện cầu lợi, cầu lợi đi buôn từ thiện, không phải đi làm từ thiện đâu bác ạ. À, vâng. Cho nên bây giờ các bác làm sao mà giúp bà Loan thôi. Chứ tôi nghe bảo là anh Đạt mang về 3 tỷ để chuộc lại cái đất, nhưng không cho bà Loan đứng tên, mà lại cho để anh Đạt đứng tên cơ. Thế thì đến lúc bà Loan chết thì chẳng hóa ra là của anh Đạt để anh gọi cầu lợi à? Đấy, làm từ thiện sao phải làm thế? Thế cho nên là tôi cũng góp thêm một cái ý kiến kết luận lại là anh Đạt cũng là cái người đi cầu lợi chứ không phải là người đi làm từ thiện. Cho nên là các bác làm thế nào để giúp bà Loan lắm. Tôi 71 tuổi nhưng mà con cái nhà tôi 4 đứa, tôi đất đai cũng nhiều nhưng mà không một con nào, con trai, con dâu, con rể không không xin đất của tôi. Cứ bảo tôi là của mẹ, mẹ mẹ bán đi mẹ sử dụng, chứ chúng con là không không liên quan đến đất đai. Đấy, con người, con mình, kể cả con trai, con dâu, con gái, con rể đều thế. Sao mà nhà bà Loan lại có cái chị nịch con dâu như thế, mà cái anh Quyết con trai như thế, mà cái cháu Chiến ấy cũng là người ăn học mà đi nước ngoài, sao lại đối xử với bà mình như thế? Tôi cũng bức xúc lắm, nhưng mà bây giờ chúng tôi già rồi không biết làm thế nào, trình độ không có. Thì các bác cố gắng là giúp cho bà Loan để chị em chúng tôi chỉ là biết nhau trên cộng đồng thôi, chứ còn cũng không được tiếp xúc. Tôi ở tận Tân Lạc, Hòa Bình cơ nhá bác nhá. Vâng, cảm ơn các bác đã giúp cho bà với nhá. Cái đóng góp ý kiến của bà và Vâng, cháu sẽ chia sẻ ý kiến của bà lên trên cộng đồng để mọi người được biết. còn thì chính thức ra là gia đình nhà anh Đạt, kể cả mẹ anh Đạt, kể cả vợ anh Đạt lẫn anh Đạt là cái người đi để buôn bất động sản, chứ không phải là người đến giúp bà Loan. Tôi khẳng định là như thế đấy, tôi chịu trách nhiệm câu nói này nhá. Dạ vâng bà, vâng. Vâng, tôi cũng vừa ấy nghe cái thông tin cô thì ở xa lắm, mà cô thì cũng chẳng có cái gì ủng hộ bà Loan. Cô cũng nghe thấy ấy mà cô cũng bức xúc, cô muốn lên cộng đồng mạng cô góp ý mấy cháu một vài lời được không? Dạ vâng, được ạ. Cô có thể cho cháu biết là cô đang ở đâu và tên gì được không ạ? Cô đang ở tận trong miền Nam, trong Đắk Lắk, mà cô tên là Nguyễn Thị Lâm. Vâng, Cô cảm cũng ơn cô ngoài Lâm. sáu mươi tuổi rồi, mà từ đầu đến cuối là cô vẫn thấy ủng hộ bà mẹ con bà Loan đó. À, Mà vâng. cô cũng bức xúc Đạt lắm. Đạt làm như thế là làm quá tổn thương gia đình của mấy mẹ con bà Loan. Vâng. Trong lúc bà ấy đang đau khổ mà coi như là Đạt làm như vậy là không thể chấp nào mà chấp nhận được. Cô vẫn lên bình luận từ đầu đến cuối, xem cái bình luận của cô đấy là cô cũng không phải là cúi mạnh bên nào là theo bên đó, nó phải theo đúng chính nghĩa của người con người ta. Dạ vâng. Nhiều đâm nhân là Đạt làm như thế, nhiều người trên cộng đồng mạng coi như là không hiểu được, là hùa theo, là coi như làm rất tổn thương gia đình của bà Loan đó. Coi như là Đạt làm như thế là không thể nào chấp nhận được. Rồi, cháu có nghe Dạ vâng ạ, cháu đang nghe ạ. không? Rồi là đó. Bây giờ trong lần học cứ nói là nhiều người không hiểu, ở trong miền Nam này họ không có hiểu, họ cứ tưởng là con gái cũng được như con trai. Chứ cô thì là cô cũng ở ngoài Bắc, cô lấy chồng ở, cô bây giờ vào miền Nam cô làm kinh tế. Cô chứ ở miền Bắc là bao nhiêu ấy là để cho theo, vẫn theo tập tục là để cho con trai, để lo lắng cho bên gia đình nhà chồng. Vâng. Mà con nịch nó làm như vậy, nó lừa, nó bán đất cát của bà cụ đi. Bà cụ già rồi, bà cụ đâu có biết gì. Nè. Mà cuối cùng là bây giờ cộng đồng mạng nhiều khi là Đạt nó lên một tiếng nói, nó cậy chưa có quyền có thế, là coi như là nói như vậy rất làm tổn thương đến gia đình. Từ đầu là cô cũng đã bình luận, cô nói rất nhiều, cô không biết lên điện thoại gọi của ai để cô nói cho Đạt Vâng. hiểu được là như thế. Nhưng ba cô con gái nhà bà rất hiền mà thật thà,
chứ không có cái vấn đề gì hết mà nói để cho cộng đồng mạng họ không hiểu, họ cứ nói là ba mẹ con nhà bà ấy tham với lại thế nọ thế kia đó. Bây giờ cô muốn nói lên nhiều lắm rồi, nhưng mà cô hôm nay thì cô thấy vậy, cô lên cô cũng có một vài lời là chia sẻ với cộng đồng mạng là như vậy. Ba cô con gái trong đó không được một cái gì của đất cát tổ tiên gia đình của bà cả, mà ở trong này đa số là miền Nam là họ không có biết, họ cứ bình luận lên như vậy. Rồi cũng bây giờ thì họ cũng có một số hiểu ra hết rồi đó. Cô cũng theo dõi từ đầu đến cuối, cô cũng thấy như là Đạt mà làm như thế mà Đạt không quay lại xin lỗi bà Loan là không được. Cộng đồng mạng không thể nhiều, một bây giờ một phần đa số là họ cũng ủng hộ gia đình bà Loan rồi, bởi vì người ta là vì oan quá oan chứ không phải là vậy nữa. Đấy, bây giờ là nói thật chứ cô đây cũng nói thật chứ, người 60 tuổi cũng là đi làm dâu, nói thật chứ thậm chí gia đình nhà chồng cô coi như là cũng mình không được một cái gì hết, mình cũng phải chấp nhận ra không mà làm lo từ đầu đến cuối. Chứ cũng không có cái kiểu mà lại có đất cát và lại lừa được của bà quá thật thà. Nhưng con gái bà thì lo làm lo ăn cũng không biết về cái điện thoại thông minh này đâu. Đấy nên là cuối cùng là Đạt làm như vậy là coi như là làm tổn thương gia đình người ta quá nhiều đó. Đúng không phải là bà Loan bà mi mẹ con nhà bà là không có biết về cái điện thoại này nên nên là cộng đồng mạng họ bình luận dồn dập, lúc Đạt lên tiếng ấy là cô theo dõi hết, làm quá tổn thương gia đình của bà đấy rồi đó. Bây giờ nhờ xem các cháu và cộng đồng mạng lên tiếng là giúp đỡ cho bà Loan rồi đang ấy là lấy lại công bằng cho bà ấy về cái luật pháp là có trong điều khoản bao nhiêu đấy. Bây giờ cái này là lừa đảo chứ không phải là thỏa thuận, nếu mà thỏa thuận là phải lúc mà sang tên cho con gái con dâu ấy là phải có cả con gái cả mẹ có nhất trí hay không. Bên pháp luật thấy cũng họ cũng làm chắc chắn lắm chứ có bao giờ mà họ lại không hỏi đến cái vấn đề đó nhỉ. Cháu nghĩ chắc là có mà họ làm rồi mà. Thế rồi là bây giờ mà lại tự nhiên đất của bà mà lại sang đến người thứ ba thứ tư rồi không có bà không hề biết gì hết là cái đấy là cái đòi hỏi cho pháp luật, vì là bà mẹ con nhà bà là không biết về cái đó, chỉ nhờ cộng đồng mạng lên tiếng giúp đỡ mẹ con nhà bà cái đó thôi. Vâng. Thôi cô cũng nói góp ý vậy nhá. Chào cảm ơn. Vâng,